mấy tí này. Quá. Quá làm sao? Mà được quá mấy tí này. Quá là không được à? Không, mà được quá 2 tiếng rồi ấy, quá mấy tí. Dạ. Chuyện này mình làm cái này cụ thể như thế này. Cái này kìa. Bây giờ bọn em làm đầu tư vào cái một cái kênh gọi là kênh trắng ấy. Thì đầu tư nó khoảng 2-3 gì đấy. Thì cái điều kiện để bật kiếm tiền là phải có video 2 giờ đi quay này. Cái này tự một đoạn mấy cái video ngắn ngắn nữa. Nhưng mà vấn đề bây giờ là nếu mà được kiếm tiền thì mình bán được khoảng bây giờ nó đang rẻ là 2 triệu. Mình bán được. Ném vào nếu đông người xem thì nó có nhiều tiền mà. Còn nó sẽ là vấn đề ở chỗ đấy. À. Mình chỉ bán cái kênh trắng thôi. Và mình bán cái kênh đủ điều kiện để nó kiếm tiền. Nó cứ ném vào có người xem nó có tiền. Thì mình đang làm từ cái kênh mà không có điều kiện đấy thành có điều kiện đấy. Nên mà cái tỷ lệ duyệt của nó cũng chỉ được khoảng 70% rồi thế này. 70-80% là cao rồi. Thế với 10 kênh thì nó phải xịt được mấy kênh. Bây giờ mình làm một lúc thì được nhiều kênh. Nếu mình cho máy chạy liên tục thì ngày em phải được khoảng chục kênh, hơn chục kênh. Vấn đề là không có nguồn video để mình cho vào. Thế là mình phải mua được nhiều cái kênh. Những kênh trắng ấy. Bây giờ nó mua về này, mình mua cái kênh về bơm cái cho cái này vào, xong rồi lại cho lên kia để thuê bọn nó bơm giờ xem. Rồi bơm sắt cái người đăng ký ấy, nó phải bơm. Để mất này, 1 triệu à, một kênh cái tiền bơm. Còn bọn mấy thằng kia ấy thì là nó đầu tư tiền để mua những quân đang có hướng đầu tư mua kênh nó bật kiếm tiền rồi mà nó có tiền rồi nhưng mà nó đang dở dang, nó không làm tiếp được nữa. Và thì nó lại bán rẻ cho mình, ví dụ như nó khoảng 100 triệu thì bộ đội nó chỉ mua khoảng 40-50 triệu thôi, có thể là được nhưng cũng có khi là mất đấy. Cái tiền này rủi ro vẫn có, nếu được thì được nhiều, thì cái đấy thì không phải làm gì, chỉ bỏ tiền ra thôi, bỏ tiền đầu tư như kiểu đánh đồ đánh đề thôi, không cần phải làm, không cần sờ tay mà cái gì cả. Còn cái bọn nó làm rồi, đúng không? Và còn cái bọn mà nó làm thì được nhiều. Bọn nó làm được nhiều tiền là nó tìm những chương trình hot nhất của những cái nước cũng phát triển, nó quay về nó fan lên thì được đông người xem thì nó được nhiều tiền. Cái đấy thì nó cũng phải mua ấy, mình thì nó trực tiếp làm cái đấy, đúng không? Nó làm được, bọn nó làm được, có khi nó phải mua, ví dụ như kiểu mình mua ca cộng ấy thì nó phải mua cái gói truyền hình của nó bọn bên nước ngoài nó mới được xem, để xem thì nó mới quay lại được ấy. Nó phải mua nhiều thứ đấy. Nó phải mua, thằng ấy nó làm bên Nhật thì nó phải mua cái ID của Nhật thì nó mới chuyển vào Nhật được. Thằng ấy nó làm nhiều rồi, nó khám.